tit for dit. I let a lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Rồi giờ sẽ ngồi xem mod quick của táo người chơi sẽ như thế nào. Ok, vậy là scene hard rock kẻ hidden bên phía Mochi The Block, còn phía bên kia sẽ là freedom hidden và Kazuto hard rock. Freedom của Dominic. Là có lợi thế là vẫn đang giữ được FC, nhưng mà cái lợi thế về điểm thì vẫn đang nằm ở bên phía của Bravo, do là có lợi thế đôi chút về cái tụ trí của Freedom, nhưng mà cái việc thì cũng từ từ rút nó lại xuống còn 20.000 điểm. Không tỉnh, map này ở giữa nó chưa có gì cả, ở dưới nó còn tối hạn. Điểm là nhảy qua cho bên phía của Uchi. Ui ôi ôi, một pha miss em đến từ Chris. Khoảng cách bây giờ đang nghiêng về. Ui, xin rồi. Ui, xin rồi. Hơi nguy hiểm, nhưng mà Hotcat cũng đang recover lại được một khoảng combo đủ để giữ lại khoảng cách. Bọn kẹt có vẻ đang hơi chật vật. Nhưng mà khoảng cách giờ nó chỉ là... Sao? Ủa, hâu, hâu, hâu. Khoảng cách bây giờ đã thuộc về cho Bronzo. Và bây giờ chúng ta chỉ còn một phần 3 thôi. Một là đang là người combo cao nhất trong lobby thời điểm hiện tại. Và Mark cũng có khoảng đồ đồ 30.000 điểm. 40.000 điểm. Mark có gọi là kèo. Chúng ta có một sự thay đổi đó không? Ui dồi ôi, Boy Lạc và Kazuto cùng nhau miss. Thay vào đó là một pha trade miss đến từ Okayu và bốn chi. Ôi dồi ôi, nhưng mà có vẻ là không cứu được rồi, tại vì mọi chuyện sẽ không có gì bất ngờ cho đến khi cả ba cùng. Và thế là 2-0 thì cho Mario, là đó cũng là cái victory đầu tiên của trận này. Yo, where the fuck are we? Anh ơi, mình đang nước nào đi? Để tôi xem. Wow, Nihongo. Watashi Hilton MC quả. Nhầm. Cái đúng quá. Watashi Hilton MC des. Ok, rồi ta sẽ đến với lần pick tiếp theo của Barrio. Bây giờ có vẻ là không sáng sủa trong lắm trong bên phía Mochi The Block, khi họ đã thua hai map đầu tiên. Không sáng sủa lắm. Thực ra thì cũng thường thôi, hai map mà đã có gì đâu. Chúng ta sẽ cùng xem. Chúng ta sẽ cùng xem. Đó là tôi tạo động lực cho cả hai team thôi, chứ còn team chúng ta chưa? Phải xem mới biết. Team anh ơi. Lẽ ra chúng ta sẽ có một cái tie break, nhưng mà không may là cái pick cuối là cái pick của team bên kia và Updrag quyết định pick HR1. Hủy diệt luôn. Ok,
Ok, map tech quyết định sẽ pick number 4. Máu vậy. Ok, tôi vừa cập nhật được một thông tin. Bạn nhanh chạy bình thường rồi à? Không anh ơi. Ok, tôi vừa cập nhật được thêm 4. Một thông tin nữa. Là vào máu rồi. Đó là Malaysia 2-0 Thái Lan. Yeah, let's go. À, khoan, Thái Lan quét cút rồi anh em. Đọc anh em là đi quay lại với. Là đi, có gì đâu. Không sao anh em, Thái Lan sắp cút nhưng mà chúng ta sẽ cùng đến với nụ quá. Ôi, ơ Thầy ơi, Chelsea, no, he broke. Khi mà broke ở lần đầu tiên thì chương này lắm. Poker chung cuối năm rách, hot kè cuối năm rách. Ôi, nhưng hot card. Hot card đã break. Break cuối năm rách. Azuto break, freedom cũng break. Tôi chỉ like con Grid và Sin. Đang còn đó chính là Grid với Sin. Đúng vậy. Mà sẽ cùng xem ai sẽ là người đầu tiên. Boy đã làm vào Tatsuto vừa double break bên từ Mario. Pon kẹt ok chứ double break ngay sau đó. Ôi, Chris đã drop hơi nhiều ạc. Hiện tại là 94 còn Sin vẫn đang giữ cho mình cái ạc hơi bị đẹp trai. Thế nên là cái khoảng cách điểm nó cũng sẽ tương đối là nhỏ. Ê, nhưng Chris break rồi. Ui, Chris đã break rồi. Người duy nhất bây giờ còn FC đó chính là Sin. Và với cái việc của ạc của Sin đang rất là cao thì cái điểm số sẽ chắc chắn nó quay về cho bên của Mochi đúng không? Và họ cũng còn combo nè vào mai tôi nhầm một kẹt vào phát cắt một break ok đúng không? Không sao anh ơi, Sin đang gánh còng lưng. Chúng ta cũng gọi KI và chỉ còn 1/3 map nữa là sẽ hết. Boy Đà Lạt đã break. Boy, tôi xin nhắc lại, Boy Đà Lạt đã break combo cao nhất của Mario đã đi. Liệu đây có phải là một cái FC? Ôi 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 nhưng mà break hơi giữ combo đến gần cuối map thế này thì điểm sẽ chắc chắn là thuộc về bên Mochi The Block trên map thứ 3. Và chúng ta lại có thêm càng đẹp trai chốc cũng đẹp trai. Với ạc cao nhất Lockbee này. Đúng rồi, 97 mà. Xin chúc mừng cho Mochi The Block. Họ giành được một điểm đầu tiên trên map pick của đối thủ. Wow, lại thêm một break point nữa guys. Giải đấu chắc chắn không có giàn dựng gì hết. Tôi chắc vờ là chắc chắn không có những cái quà tặng cuộc sống nào ở đây. We'll be right back.
Ok, chúng ta ôi rồi ôi, holy shit, guy is DT4. Anh ơi, nhạc hơi quen. Tàu lát, đã lát còn DT. Hát đấy nhỉ? Không, đã lát còn DT nữa trời ơi. Đây là map pick của Mimuchi The Block. Có vẻ như là họ lại tự tin về cái map DT4 này. Ok, tôi vừa nhận được một thông báo mới đến từ nhà cái phụ huynh, đó là hết bóc này tôi sẽ nhường lại cho anh vừa đây đây cô. Trời ơi, why people leave me? Ông nhà cái này set. Nhà cái này không né được rồi đã. Ông mới có ở số set, holy shit. People không left me. Này, tôi sẽ quay lại sau vài phút nữa. Nhưng vài phút là bao nhiêu map với DT4. Ôi ôi, set rồi. Trời ơi, tôi không nhớ cái map này nó bé đến như vậy. Anh ơi, đây set khác, tôi xin chắc là đây là set khác, chứ không phải là set 3 deep. Bởi vì program được. Mà ok, chứ còn là người đầu tiên đó mấy. Chúng ta còn đến với KI đầu tiên, 3 người mid, 4 người. Ok, xin chúc mừng tất cả các bạn. Cả team Brown vô đã mid hết. Người duy nhất bây giờ đó chính là Hotcat. Hotcat thì nổi tiếng còn chơi được mấy max tiết nhỏ, thế nên là cái này cũng khá là comfortable cho Hotcat. Tôi thấy nó giống HR2 nhưng DT táo ạ. Ôi giời ơi, hiện hơi tại Boy Đà Lạt và Kazuto đang hơi suffer, hơi chật vật, hơi chật vật. Bon kẹt bên kia thì có bon kẹt. Hot cat break. Never mind, hot cat đã break. Điểm số sẽ từ từ quay lại cho bên phía của Toriel chứ đã không. Không sao, chúng ta vẫn còn xin death với combo hơi cao. Ôi giời ơi, tiếng Brown vô vẫn liên tục chết cho nhau những quả bí. Tương đối là hẹp. Yes, tại Đà vì Lạc. Hiện tại chỉ có Sindet đang giữ combo, nhưng mà cộng với Hotcat đang build thêm nữa thì thực ra khoảng cách của Nam mở rộng dần. Bên kia combo thì cũng được. Đang cố build combo nhưng mà không cố được. Nhưng mà ôi Freedom ôi không? Boy Đà Lạt đã trade cho Freedom một cái mid. Teammate này tình thương mến thương thế. Dạ. Nhưng mà Sindet đã được 500 combo rồi. Rất đồng trong combo khi mà móc còn 1/3. Boy đang tiếp tục. Kazuto đang Kazuto đang rất rung. Không có video cả. Tôi có thể nhìn thấy cái em Kazuto kiểu hello where am I. Sindet thì cũng vừa mất, nhưng mà cái việc là giữ được 500 combo sao như vậy mình. Và Hotcat cũng đã build được tới gần 500 combo. Trọng trách đang đổi sang cho Hotcat. Ôi ôi, bà ra rồi. Ôi ôi, xin break rồi. Ui ôi ôi, run. Không, thực ra thì cũng không. Ui dồi ôi. Ừ, chưa đoạn ảnh hưởng lắm, không ảnh hưởng nhiều lắm. Đoạn này nó đã xếp nhỏ nhưng mà các nốt nó quá gần nhau. Nên 5 người vào rít cùng lúc. Bị sợ chết cô. Thôi thì 5 người cùng rít cùng lúc. Khoảng cách 70.000 điểm nhưng mà có vẻ là đã đủ an toàn. Con này đủ an toàn. Team đã có thể thả bút. Không, tại thả, vì thả đoạn thua cuối. Cái thả thua ấy. Đoạn cuối cũng không biết nói gì rồi. Rồi hết hết map rồi, hết map rồi, hết map rồi. Thả được rồi, thả được rồi. Tôi thả thả khi thua ấy. Đấy đấy, sau này là này là thả thua ấy. Thôi được yeah, rồi. Và khoảng cách là hơn 100.000 điểm. Yeah, Mochi The Block họ tự tin về cái pick DT4 này và họ đã chứng minh điều đấy. Tôi nhớ anh Lô với cả anh Phi được chật vật thế sau mới chỉ lắp bảng nhỉ. Dễ hiểu lắm.
Ok, chúng ta đến với lượt tiếp theo của Brazil. Sau hai map vừa rồi họ không thành công trong việc kiếm được điểm. Nó bớt hai nhạc của đau, map của đau Shoo. Rap phía rồi. Ok, chúng ta vào cùng vào một map nó mất hai. Vừa vào thì chúng ta tới Roy, những boy đàn lăng là người đầu tiên Roy. Trời ơi, cái sau đó là Chris và Phuket. Kazuto cũng đã break, Okazu cũng đã break. Giờ lại chỉ còn Hot Cap và Sin đang giữ combo. Nè và mày, I take it back. Giờ chỉ còn Sin và Freedom đang giữ combo. Ôi, combo đã là combo Sin đã break. Freedom vẫn đang giữ DLC. Còn cả chúng tiếp tục break, full cap break, quiz tiếp tục break. Bên phía của Chiz Pro đang khá chật vật để giữ được combo. Mà chỉ có mình Hot Cat là đang có combo gọi là có thể là đủ cao này. Mà gọi cả lại nhầm nèo vài xa đám đây còn Freedom vẫn đang giữ được FC. Support lực từ vị trí của Chris và Kazuto. Trong khi đó bên phía của Chiz Rock thì cũng có Sin đang giữ được combo nhưng mà cái lượng support thì là không nhiều. Map chỉ có 1/3 nữa là sẽ hết. Freedom vẫn giữ được FC. Damn. Cái giờ tăng lên đâu đấy khoảng 200.000 điểm.
Xin và Freedom vẫn đang giữ combo qua cái đoạn vừa rồi, nhưng mà map thì cũng đến hồi kết, và với cái việc Freedom vẫn đang giữ DLC thì điểm này chắc chắn sẽ thuộc về trong bên phía của Barrio. Yep, đấy là FC từ vị trí của Freedom. Ê, tiếp xin mà tỷ số sẽ đứng lên là 3-2. Lập tức tiếp theo là của Bochy the Block. Ok, bọn vẫn định thích Fremont 2 Odin Fremont à? Ok, và đầu tiên là bóng map. Thì vẫn như lúc trước thì Xin chơi Hard Rock và Poké chơi Hidden. Trong cái đó bên kia thì hai Hard Rock đến từ vị trí của Chris và Kazuto, và Hidden đến từ vị trí của Freedom. Và đám vẫn chơi Nomad đi thường lại. Damn, mặn lắm rồi. Vâng ạ. Kazuto chơi Harrop có thể xem như đây là tank Harrop để điều trị của bên Barrio, mà không có con Quiz cũng không hẳn là tank cho lắm. Okazu đã break, Freedom cũng đã break, Quiz cũng đã break, và Poké cũng đã break. Lại như thật lẽ chỉ còn Xin và Hot Cat combo bên The Block và Void là bên phía Barrio. Hết đoạn kêu rồi thì
lại thế đang tạm thời nghiêng về cho bên phía Mighty Blocks khi Boy đang làm vương break, trong khi Shin thì vẫn đang giữ được combo và arc khá là cao với Havoc và Polka đang NS trên một cái map ARK thôi. Well, không bất ngờ lắm. Của Varun thì tôi chỉ cũng biết đang có một combo khá là cao, nhưng mà với việc là anh người công ty đã giữ được S thì khá là khó để cho Mario có thể trả lại, và họ cắt cũng một vấn đề tôi vừa nhận ra. Các bạn đã nửa map chưa qua, cái khoảng cách bây giờ đang là hơn 300 nghìn điểm. Không biết một cái cách nào để cho bên Mario có thể quay lại trong cái tình cảnh như này. Square Hot Cassie cũng giữ được combo. Bên kia thì cũng sẽ giữ được 500 combo Freedom của anh em My Hero. Xin cũng đã break nhưng mà vẫn còn là Hot Cassie. Bên Kimax chỉ có 1/4 này nữa thì mọi cái break đều có thể sẽ trở lại, nhưng mà cái khoảng cách bây giờ thì cũng không làm được gì nhỉ. Cả đã break phá đầu tiên, nhưng mà khoảng cách 600.000 điểm cái này thì cũng quá đủ để Mighty Blocks có thể giành lại được điểm thứ 3 cho đội của họ. Pin luôn nó bắt đầu à? Nè. Welcome to Goshit, where the number 5 is actually number 5. Ok, chúng ta cùng bước ngay vào mod number 5. Map của Washi hiện ra khá là khó chịu. Okaju và Chris đã là những người đầu tiên break. Hot Card còn break, Kazuto còn break. Giờ chỉ còn Mario. Bên phía Mario thì bây giờ là Freedom vẫn giữ được combo. Bên kia thì có Shin và Poké. Poké thì break ở đầu một ít nhưng mà tôi quay như là theo thì không có gì cả. Các thủ tục cũng đã break. Có thể thấy như là Kanto cũng đang có một mặt để không tốt lắm trên cái map pool này, nhưng mà con bảo cũng khá là chật vật. Ok cũng đã break, ok cũng đã break, nhưng mà thật ra khoảng cách thì cũng khá là bập bênh thôi. Ok giờ thì có sao đấy, thì mà họ lại break thêm lần nữa.
Boy Đà Lạt Freedom vẫn nắm giữ được SC sau 1/4 map đầu tiên. À, của Boy Đà Lạt khá là cao, 99.3 podcast thì cũng được 99.39. Quiz cũng 99.39 nhưng mà break ở đâu đó tôi cả đứa như là đầu. Yep, urgency của đào break. Oh, hell. Mình lẩm map của tôi qua khoảng cách giờ đang là 150.000 điểm. Hai người đã giữ combo bên phía Mario là bài làm Freedom và Super Combo là Chris. Nếu mà bài bọn làm Breaker nhưng mà vẫn còn là Chris đang support. Trong khi bên của Mochi The Rock chỉ có mình Hotcat là đang giữ được combo. Bây giờ Hotcat còn đang break rồi. Và khi mà móc của 1/3 thời gian nữa thì sẽ kết thúc. Với cái tình hình như này thì không có cách nào trong mà chỉ có thể quay lại. Chris cũng đang make mà không sao, vẫn còn Freedom. Em vẫn Freedom break rồi nhưng mà kể cả mất FC thì họ vẫn sẽ giành điểm thứ tư và nâng tỷ số trận đấu lên là 4-3. Xin cũng rất nhanh đã phục hồi được combo nhưng mà quá muộn. Hello. Vào kịp lúc ấy. Vào để thấy Freedom phỉ diệt. Một mít 99 nạc trên bóng Goshi. Để thấy stream Discord sai. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy rồi, thấy chưa? 99 nạc 1 mít. Cắn hông combo trên bóng Goshi. Final by the way. Thực sự thì phong độ quá hủy diệt được Freedom. The real Freedom. The talk. Nhưng mà thể hiện được một cái final phải gọi là rất khó để bắt gặp được, nhất là trong môi trường dài Việt Nam như này. Freedom build different. Có một kiểu người kiểu đánh Dustin như này. Đó là biết của PUBG The Blocker. Sự thì giờ làm thế nào để có thể chống chọi với một đội hình thực sự là có sự hủy diệt quá lớn từ Freedom bên phía Bravio, bên phía PUBG Rock cần phải làm gì đây? Quyết định pick và free mod 3 cũng như là cái free mod cuối cùng, và cái pick free mod đều thuộc về bên phía PUBG The Block. Đây các bạn chưa xem cái master thì cũng chưa biết nhưng mà có vẻ như không chơi điểm nào để check xem. Dân thua free mod 1, free mod 2. Yeah, whatever. Freemod à? Thực sự thì Freemod chắc chắn Freedom sẽ lấy cho mình slot hidden. Bên phía PUBG Block thì có thể là Hotcat Rock. Những người còn lại đều hidden được. Ấy Freemod 3 không được pick. Tại vì đây là phải không? Đúng rồi, double pick. Tớ check lại, pick trước của bên phía PUBG Block đã pick free mod 2 rồi. Thì pick này sẽ không được pick free mod 3, phải đợi ít nhất là tớ pick sau. Giờ thì bên phía PUBG The Block sẽ phải pick lại. Nhà rất nghĩ tớ free mod 3 rồi thì sao lại không pick vào hidden 3 nhỉ? À không, hidden, pick hidden 3 cho Freedom. Không được, không được, không được, không được. Thực sự khó. Pick em thì kém. Thì con kẹt lại.
gặp khó khăn bên phía Brario thì có vẻ như không gặp khó khăn về em cho lắm. Nhất là em nó mất một, thậm chí là cả hy tình một. Quyết định kích vào là hy tình một. Ác quốc em. Nhạc hay, công nhận. Map hay, nhạc cũng hay. Freedom liệu rằng sẽ có một cái phép màu gì sẽ xảy ra không? Cũng được. Honkai Okayumas Shin là ba người đầu tiên break bên phía Boxing Block. Kazuto và Kirik cũng đã trade lại, nhưng mà Shin lên từ break như thế này thì mất một nhánh nhà bên phía Boxing Block rồi, trong khi đó bên phía Brario vẫn còn boy đà là Freedom nữa. Chris và Bonker đang chơi biết Boy Đà Lạt đã mất cái FC của mình. Chỉ có lại Hot Cap và Freedom đang giữ FC. 6 người chơi còn lại nếu đã mất combo rồi, chỉ còn Shin là đang cố gắng recover lại ngang với số lượng combo Boy Đà Lạt đã build được trước khi break. Bonker và Chris vẫn lên tục break. Những nhà của đoạn chậm này tất cả đều đang build được combo, ngoại trừ Bonker lại vừa tiếp tục break. Hot Cap đánh mất cái FC của mình, Freedom vẫn đang có FC của 99 à. Shin cũng đang cố gắng recover lại. Boy Đà Lạt và Bonker đã trade mid với nhau. Chris và Kazuto đã break. Nhưng tuy nhiên trong lúc đấy Freedom vẫn đang FC. Một nửa map đã trôi qua rồi. Freedom FC với 99.4 nàng. Shin đang cố gắng recover lại. Cả Hotcat và Okayu cũng như thế. Vừa rồi là có 4 người break. 1 người bên phía Brario và 1 người bên phía Boxing Block. Khoảng cách đang dần được rút lại đấy, vì Hotcat và Bonker đã recover lại được một lượng combo khá khá. Cái FC Freedom là không đủ với việc Kazuto vừa break em nữa. Bonket và Okayu vừa break Boy Đà Lạt Kazuto. Freedom đánh mất cái FC của mình. Shin vẫn đang giữ combo. Shin vẫn đang giữ combo 98. Shin cũng break luôn rồi. Tất cả đều đã reset combo. Tuy nhiên điểm lại đang dần dần được kéo về bên phía Boxing the Block tại... Vì lượng combo build được đồng đều hơn, không dồn vào hết vị trí của Freedom như bên phía Brario, và điểm tiếp theo chính xác hơn là điểm thứ tư dành cho bên phía Bobchi the Block. Hello, I just back. Tôi vừa vào thì thấy bố đẹp. Nghe mùi là của TV. Freedom đã giữ cho mình FC tới hơn 3/4 map. Phải không? 1/4, 2/3 ấy. Trong khoảng đấy với 99.4 à. Tuy nhiên là như thế vẫn là chưa thể nào đủ được, bởi vì ba người có lại không thể build được một combo đồng đều giống như việc Hotcat và Hotcat và Finn đã làm. Đây là thế nào được pick của Boxing the Block pick trước nếu như không có double pick. Nhưng mà thôi thì xem, để xem thế nào. Xem nếu pick thì em dự đoán các post Freedom thì Hidden Hidden sẽ là Freedom và 100 người từ Boxing Block có thể hot cái Hidden. Không, thực ra là từ cái lúc pick Freedom đến giờ full kèn full là người cầm Hidden, có thể mod này đổi nhưng Shin chắc chắn là cầm Harrop rồi. Shin Harrop hot cái có lẽ sẽ là no mod để full performance. Hidden thì cũng có thể nhưng mà không chắc lắm. Bên kia thì hai map phía mất vừa rồi thì luôn để Kazuto cầm Haro, bên kia để tanh map phía mất hai thì cũng Chris chơi Haro cũng làm thực ra làm tốt mà cũng chưa chắc lắm.
À đúng đúng rồi bạn ơi. Cái podcast lần này thì không chơi đúng không? Mà có định chơi hết rồi. Podcast hết rồi. Đây như là 234. Speed à? Briefing mod. Không đòi hỏi quá nhiều về sự... Thôi được rồi. Không đòi hỏi cái gì hiểu biết. Vấn đề là có tận 3 người. Trong đó 2 người bên phía bot chiến lóc. Podcast thì như là... hơi bị... đuổi xin Okayu đã break tất... tất cả đều đã reset combo ngoại trừ Grip Freedom. Và con kẹt nữa, con kẹt nữa. Chính xác là có 5 người mới thôi. Một mình con kẹt không đủ lượng combo của bên phía Brario đều hơn Okayu. Không ổn lắm cho trên cái format này. Hotcat, Okayu, Kazuto là 3 người break ở sau cái đoạn burst vừa rồi. Ở cách là 6 người còn lại. 6 điểm là không có thể chăm bắt gì đâu. Nó khá bên phía Brario. Nhưng vấn đề là 3 người bên phía Brario là Boy Đà Lạt, Freedom và Crit đến giữa combo khá là đều Kazuto tanh rồi, không nói làm gì. Vừa nói xong Boy Đà Lạt mất F thì Kazuto thì cũng lại tiếp tục break, cũng không nói Okayu cũng không khá hơn là bao. Ba người bị slow slider bao gồm Shin, Okayu và Kazuto. Kazuto thì không quá lạ, vấn đề là Shin lại bắt một lượng combo khó khá lớn để giúp cho bot team block có thể kéo lại chút điểm nào đó. Boy Đà Lạt lại tiếp tục break, vấn đề là vẫn không thể đủ được tại vì bên phía Brario vẫn đang có cho mình đến 2 FC từ vị trí của Crit và Freedom. Bon kẹt hot cut break đi rồi. Một lượng combo cực kỳ lớn là như vậy. Cơ hội comeback cho bên phía Brario hoàn toàn là không thể map. Map đã gần hết rồi, Crit và Freedom vẫn đang giữ được cho mình đấy là FC. Và Freedom lại đang có slot hidden. À không tốt lắm nhưng mà như thế vẫn là quá đủ để giành được chiến thắng trên map này. Bon kẹt cũng đang rất cố gắng khi đã giữ được FC cho tận 3/4 map. Lại tiếp tục ba người bị slow slide rồi. Nếu như vậy là điểm thứ 5 đến cho bên phía Brario. Thực sự thì không hiểu sao bot team block trước đã pick free mod 3 nếu như không có double pick mà lấy đâu ra căn cứ basically. Cũng phải chắc là nếu mà pick free mod 3 lúc đấy có thể là bây giờ tỷ số nó đã khác. Bot team là... không nói nếu thì nữa nhưng cứ định pick hidden 3 là chơi. Rồi hết hidden đánh phủ đầu với Freedom luôn, pick hết hidden. Đánh phủ đầu hết 3 free mod xong rồi hết 3 hidden giờ lại. Hết cơ hội pick hidden rồi đấy, trừ khi vào đến TB. À thôi thì hidden lại là double pick. Phải không? True. Muốn đánh phủ đầu không được, giờ thì pick cái gì đây? Hard Rock bắt. Bắt cái Hard Rock map stream phải không? Hard Rock stream phải không? Đúng vậy, Hard Rock 3 từng là map rồi. Thank you.
of Tree Town. Dạ. 160 thì không stream được rồi. Rồi thì cũng chưa rõ được map thế nào thì nói thêm khác. Nghe nhạc là cũng khá là bang cửa. Remix lại từ cái bài Bowman này. Có thể thấy được tận 3 slot xe lăn. Okayu Bon kẹp vào Kazuto. Bốc chi nó sẽ đuối hơn hẳn tại vì có hai người có thể chơi được Harrow. Hai con kẹt đuối lắm rồi. Creed cũng đã break. Freedom break rồi. Thôi thì xin lỗi về việc boxing block đuối hơn, nó chỉ ít người chơi tôi hát off rồi xin cũng vừa break. Tuy nhiên nó không quan trọng tại vì Hotcat vẫn giữ cho mình FC. Giữ được FC đến thời điểm này là có quá đủ để kéo cho mình, cho team của mình một lợi thế lớn thôi. Boy Đà Lạt cũng đang cố recover lại nhưng trước mình có một bao nhiêu lại break rồi. Bọn kẻ gaming, bọn kẻ gaming. Ok thôi bọn kẻ hết gaming rồi, hot cat rồi là hot cat và xin. Vẫn giữ FC, à thôi không giữ cái gì cả, hot cat bắt cho mình FC nhưng mà với 600 combo build được. Và thực sự là quá lớn, cùng với AR 97% cao nhất lobby hiện tại nữa. Vẫn có xin đang giữ combo cho mình, có chỉ block kìa. Cả freedom nữa, freedom lại đuối hơn vậy à. Nhưng mà không, đã có nhận đến là 3 người giữ combo nem 3 grid, người grid break rồi, grid giữ là tận cho mình 300 combo thì break là sớm thì phải, giữ là thêm chút nữa thì đẹp. Hội Đà Lạt là... thôi chỉ có freedom tăng rất nhiều ạ. Vẫn giữ được combo để có thể đâu. Giữ được một hy vọng gì đó. Xin ra cái video cho mình để cho combo hot card recover lại được nữa. 4 người ở giữa thì thi nhau break rồi. Freedom break rồi. Xin cũng chơi lại luôn. Nhưng mà còn hot card. Có thể hot card lại vì combo lại là 800 combo. Boy Đà Lạt break không có một chút combo lớn nào cho mình phải Mario cả. Cái hot card lần thứ 2 build được lượng combo lớn rồi. Thực sự là hot card if. Cái gap bây giờ đó là hot card if rồi. Cũng nên để tới arc của hot card gần như 98 arc. Nên, nó drop một chút rồi từ 97.5 nhưng mà nó cũng phải nói không được luôn. Haru này là quá cao, nhất là một cái map ở trong final này. Yes, map này thực sự battle rất khó chịu, đòi hỏi một sự flow, một skill flow rất là lớn. Hot cut thực build different, à cao nhất lobby build được combo lớn nhất. Xin thì cũng build được combo tà ngăn hot cut nhưng mà à không thể nào đọ lại được. Tôi chỉ xin đầu với hot card. Đơn giản freedom coi Đà Lạt cũng đã rất cố gắng để có thể kẻ build combo tăng nhạc build combo để gỡ gạc một điểm gì đó, tuy nhiên lại là không thể. Năm đèo thực sự là bốn người ở dưới có mỗi Chris lại là đỡ xe lăn nhất khi mà có điểm số phải bằng Okayu Bon kẹt cộng lại, thế vẫn là không đủ so với sự hủy diệt của hot card tỷ số là 5-5. Pick tiếp theo của Brario. Còn Nomad 1, Nomad 6, Hidden 3, Arok 1 và DT 3. Sinet đã sinning nhưng mà vẫn không thể là bằng được hot cutting. DT3 Oshimashi Shushe Jazz Link. Như vậy bán, có thể đoán được luôn pick cuối cùng bên phía coach là block là Hidden 3. Không thể nào cái Nomad 1 được, có 6 Adolf 1 được pick. Trừ khi có sự thay đổi chiến thuật của Jay bất ngờ.
đi đi bà. Thế 5 và 8. À vứt thì về đi tìm à? Đi đi lên, đi lên, đi lên. Cái này là test precision. Đi đi. Và internet nữa. Phải không? Không, cũng không phải là internet. Tại vì cái DT lên thì em cũng tạo 130 DT lên là 195. Đúng rồi, cũng tà tà rồi. Tuy nhiên AR không tới 10 thì phải, phải không ta? Real client. Không thể tin được là có thể làm sao kiểu không thể tin được là hoặc có thể không thay map vào map back trong thời điểm VN bị không, thực ra nhà mạng nào cũng đứt cáp vào thời điểm này. True. True. Không thể tin được CS 5 không thể tin được tại sao hát mát này có thể bị trở ăn hoặc lây trở lây trở lây thì rốt cuộc lỗi là tại ai không trường hợp mình CDN Discord phone em ping Discord nó vẫn cần 200ms respawn rồi vẫn có người cần time travel ấy. Yo, là vào map thôi. Ok, CS5, yes sir bro. Yes sir bro. CS5, ok bro. Yeah, ok bro, CS5. Thôi thì AR 9.7. Ngắn. Map kiểu Hitogata. À thôi, Hitogata như này. Hitogata là thế. Nặng, nặng reading. Nặng reading tại vì CS cao dẫn tới CS thấp, ở CS thấp dẫn tới nốt đen cực kỳ lớn. Ô, Kaju đúng rồi. Kaju là Freedom Break. Không bấm được. Cần đồ của nó, con kẻ của nó. Con kẻ xin Freedom. Xin. Vẫn còn boy Đà Lạt, rồi không boy Đà Lạt rồi, chỉ có là hot cat của tôi. Hot cat là hot cat tình. Hot cat vẫn đang giữ cho mình. Đây là FC. Anh hết ạc rồi, đúng không? Không, map này ạc. Ai cũng thế thôi, à, ai cũng thế thôi, Axie là cao nhất lobby 187, à hot cat cao từ 2 rồi. Ê cao rồi. Nó tất cả được break vậy trừ hot cat, hot cat bên FC. Hot cat bên FC. Hot cat deep, basically hot cat deep for nửa map trôi qua. Bên phía Rio chỉ có Chris điểm cao nhất là 150 trong cái hot cat á, gần gấp đôi cái điểm Chris đấy rồi. Vẫn là hot cat break rồi. Nhưng tuy nhiên vẫn có combo của Xin Freedom. Combo Freedom không thể đo lại với combo của Xin tại vì Freedom không có arc. Và Freedom cũng break luôn rồi. Xin vẫn đang giữ combo. Ai hấp hot cat bị so sai rồi gì vậy? Ôi rồi cái sai rồi không có sao thì không ai bị đơn giản bị to quá mà. Ở đây nhìn thấy slow được chứ. Ui dồi ôi, 4 người break. 4 người break phải bớt rồi, tôi xong 3 người còn lại cũng break luôn. Một mình Chris đang giữ được một lượng combo kha khá. Mà chắc chắn có đủ bổ được. Rất khó. Khó. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Chắc thì nó cứ nhảy đỏ cùng một lúc ấy. Khó chịu quá nhỉ. Oh fuck. Làm ai đi rồi. Ok, chúng ta quay lại trận đấu thì chả có gì để nói nữa khi mà cách về đây quá xa khoảng thời gian còn lại. Let's go when you see it. Fuck. Đéo vào luôn. Thêm 100 điểm rất là đẹp ấy. Chắc là VNPT nhỉ? Em lạy hồn lạy thánh anh VNPT đừng có đứt cáp nữa.
Thế này thằng hát kiểu gì ngồi voi còn không xong. Thôi thì nói đi cũng phải nói lại Top G The Block. Nó thành được một cái bước chạy ở thời điểm. Tất tay chạm một vụ chép rồi. Đây là nhảy thắng phải không? Ừ. Dạ đây là nhảy thắng, đây nhảy thắng. Nhảy thắng, một tay chạm vào chung kết nhanh kết tổng. Và ở trên nhanh thắng. Xem nào. Pick tiếp theo là sẽ quyết định xem có sai lầm nào tạo ra đây không, có quyết định giữ cái quyết định pick hidden ba hay không. Thôi giờ này phủ đầu cái gì nữa, có ăn không biết nữa, không biết luôn. Còn 4 map thì đã là 2 map êm, 1 map gimmick hidden ba thì Camo Metano chắc là tech internet à, I don't know, chưa xem map nữa. À ừ, HROP 1 không được pick tại vì double pick rồi. Thì còn về cơ bản là còn 3 map. HROP 1 không được, không được pick HROP 1. Hidden 3 cũng không được. Oh, Hidden 3 lại định pick ấy. Không biết sự ý định này đâu. Nên nên không nhỉ? No mod 1 thì thực sự thì gamble á. Mấy cái map gamble thì phải pick từ đầu. Giờ no mod 1 mạo hiểm quá. Bây giờ cái thời điểm để cảm lắm rồi ấy. Gamble phải gamble từ đầu. Ăn được thì ăn, không ăn được thì cút vội. Giờ đã sắp ăn rồi, chả lẽ lại muốn cút. Nghĩ rồi. Nãy có đi cái gì. Nó có 6. Cái này gamble cái map không? Notification 6 thì ba số lại. Em cầu Phật lấy Chúa anh VNPT. Em đang nói anh đừng có chăn học em. Nó mất 6. Lại đến hai cực tranh từ hai team. Is hot cutting time. Is thing or is trying time. Freedoming time. Ok. True. The Battle of the Witcher. Real. Thôi vào map chưa, vào map chưa. Đây rồi, chúng ta sẽ đến với map. Chắc chắn là map pick cuối cùng. Có TB hay không thì không biết. No mod 6 Tibazolai Heritage Debug Feature Ayachi Nene.
AR8 và OD8 là CS4. CS4 CS4 thực sự bình thường, vấn đề là AR thấp, OD cũng OD là đủ thấp, đủ thấp hay đủ cao nhỉ? Đủ cao. Ôi Đà Lạt cao không thôi. Nhưng tuy nhiên là vấn đề là xin grid cho hết với nhau rồi tại thời điểm nó sẽ tại thời cân lại không grid và Kazuto trade up không biết nổi luôn freedom, nhưng mà Okayu freedom đi rồi, Okayu vẫn đang giữ SC bởi Đà Lạt tiếp tục trên mid. Ôi Okayu đi rồi, như nhỉ, hot cat vẫn đang có một lượng combo đủ lớn để kéo điểm về bên phía team mình. Freedom struggle rồi. Không ai, thực sự thì không ai bên phía Brario có thể thực sự chơi map này một cách comfortably như Okayu và Hotcat cả. Không ai thoải mà. Một mình Hotcat là 1v4 rồi. Yeah. Hotcat là 1v4 rồi. Khó. Thực sự quá khó. Với việc 4 player bên phía Brario break liên tục thế này thì cửa thắng gần như là không còn. A của họ cũng không cao thương lắm. Nhưng xin A cao. Thực sự thì không, bây giờ có thể tăng nhạc lấy combo nhưng combo cũng không đâu ra thì... Yeah, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc lại đến Kazuto khi mà đang có 44 nạp. 44 nạp với 5.000 điểm. Con số này chắc đủ lên 10.000 được. Đủ nữa, còn tận 3 map nữa mà. Nhưng mà... Đấy, lại có tận 2 người bên kia Bubsy the Block trên 100.000 điểm. Trong khi đó Brario chật vật cả team lại với được 160.000 điểm. Hotcat lại còn hơn tổng cả 4 người cộng lại. 1v4, actual map Hotcat. Map Hotcat. Ôi, xin chắc vậy anh em lần sau thì cảm ơn ông 6 nào và Aro 8 thì cứ nền đẻ ban đi. Hotcat vào đồng cả lũ. Rồi hot cả 200k. hủy diệt tim bạn rồi, con rách cũng không có một chữ gọi là nó không ảnh hưởng gì đấy đến kết quả nữa. Thả bút được rồi, thả bút được rồi. Bạn là 10k không bạn? Kazuto 95 khó. Ủa? Đúng không? Thì sao? Bấm chứ không bấm cái này. Ôi trời ơi. 97 không? 98 thôi. 9 rồi, 10 thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Và Hotcat 1v4. Xin chúc mừng cho Mochi The Block. Họ đã giành được một thắng trong cái map gọi là quỷ nhất cái pool này. Đúng không? Với sự tỏa sáng đến từ podcast và cũng khá bất ngờ từ tiêu chí của Okayu khi chơi được mắc này tới 100k điểm. Với sự chúc mừng, họ đã bước tiếp vào One Final. Chung kết tổng với tư cách là đội đến từ nhanh thắng, như vậy là họ có cơ hội để gọi là thua một trận trước khi mất chức vô địch. Basically, để cả như thế thôi. Rồi thì chúng ta sẽ đến với trận đấu diễn ra cùng giờ. Thực ra là diễn ra vào 41 phút trước rồi, nhưng mà đến map thứ 3 The pick ngay vào đó chính là Nobot 1. Pick này như là của Magrama One Set, đúng không? Đây là nhánh thua, thế đây là đội nào thua là cút luôn. Không có, không có anh ấy ở lại. Nhưng mà Nomad một cái team bên trái chưa thì thấy Min với Sky Arrow. Anh em thủ. Bên trái các bạn nhìn thấy toàn em thủ. Bên phải các bạn nhìn thấy toàn chắc em thủ. Có Kaza. Kaza something else thì hơi thất thường. Horsey cũng thất thường đúng không? Something thì nói chung thất thường hết. Trừ Kaza. Xoài là người break đầu tiên, ngay sau đó là Hanairo something else là người thứ ba. Không phải là không có lý do tự nhiên nói phong độ thất thường,
Tuy nhiên thôi thì cũng mới có một chút đầu mắt, tuy nhiên hai cái SC thì sao đọ lại được 3 cái SC. Nhưng mà nhìn điểm cứ như dần thu hẻ vãi ấy, thì như tanh hơi nhiều bạn với tâm trí của Kaza. Bởi vì Horsey Break nữa, tất cả đều em recover lại được combo ngoại trừ cái Horsey Break ở vừa nãy. Combo tổng thể bây giờ bên phía Cunny chắc chắn hơn, nhưng mà Hana Hero chắc chắn là sắp tới kèo. 4 người ở dưới không build được một lượng combo tốt. 4 người ở trên khi thì... đó, 4 người ở trên là SC Horsey Break hơi tai hại, nhưng mà bên phía Cunny double break Shadow King vẫn FC. Sakai, Sakai luôn cũng vẫn FC. Còn cả vẫn FC rồi, chỉ còn lại Bin. Bên phía Kaza lại vừa tiếp tục break thì điểm rất là quá hại cho bên phía Cunny. Shadow King nữa, Min vẫn chưa có dấu hiệu sẽ break. Chứ mặt xoài và Shadow King mà chơi với nhau, sau khi đó Hoshi break thì lại chả chơi được với ai. Bên phía Cunny không ai break cả. Ai mới nhìn điểm khá là gần. Nhưng mà việc Min vẫn đang giữ FC thì khoảng cách này sẽ dần dần được nới rộng ra. Something else đang recover lại trong việc thực hiện combo bởi khá khá. Hoshi lại tiếp tục break. Chết ai đâu, à chết bởi Hana này cũng break theo. Nhưng mà Min Min không chưa thấy dấu hiệu. Min vẫn chưa break. Đến với đoạn kỳ ai tiếp theo, Min đã break rồi. Đã phải là trên Miss. Điểm ngay lập tức quay lại cho bên phía 3-3-1-Sen. Nhưng tại 3 người đã recover lại được, trong khi đó bên con số đó bên cái cân đi chỉ có 1. Đó là Sky Arrow. Khoảng cách đó lại lấy 90.000 điểm như phải bên phía của đó, nó lệch rất lớn. Rất nhanh. Lệch rất lớn tại vì Min trên Miss đi hơi xa. Với việc cả hai slot dưới là xoài và Hana Hero không có một lượng combo gì tốt cả, và combo đều không tốt để support cho hai người còn lại. Sky Hero vẫn đang kill cho mình 500 combo. Tuy nhiên bên phía Magwan sẽ lại tận hàng người, sắp 3 người trên 500 combo rồi. Sang tiếp theo sau khi break người break đầu tiên của team xóa chơi với Kaza, nhưng mà đang recover lại được. Nhưng mà Kaza và Sai trade với nhau thì Kaza thì combo lớn hơn. Ý hình như đoạn này là nguyên một cái trăm to đúng không? Đúng rồi. Ôi trời ơi, nhìn như sắp có ai break kìa. Vậy cho mình vậy Kaza break, nhưng mà Kaza không phải không có combo. Không có combo lớn thì Kaza break được trước rồi. Không ai để sắp xây nhau, Sky Arrow break rồi. Đấy là nó sắp kem với combo mà. Horsey và Hana Hero trade với nhau, Hero mất luôn cái lượng combo lớn duy nhất của bên phía Cunny. Shadow King và Something Else vẫn đang giữ combo. Something Else đây không phải reward jump, vẫn giữ SC, vẫn giữ SC nguyên cả jump. SC nguyên cả jump. Xin cơ, SC nguyên cả jump. Shadow King cũng thế nữa. Trong Shadow King break rồi, Something Else reward jump, Something Else reward jump. Này chắc này reward chống 400 à? Hay bao nhiêu? 300 ấy. Này reward chống 300 ấy. Thì 370. 300 rưỡi. 300 thì tầm đấy. Tầm đấy mà hơi tiếc cho bên phía Cunny và ban đầu giữ được cái khoảng cách cũng là khá lớn. True. Vậy là đang được pick number 1 của đội bạn Mai và Ma Wan Sen tạo tới khai thông beta để xem qua được 3 là Nomad 5 BP. Hắn kiểu Primot 3. Cuối cùng là Hidden 1. Ui, bắt Hidden 1 rồi. Pick đầu là Fremont 1, pick thứ 2. Phải không? Từ từ. Ta à đây rồi, ba thắt rong hai, Pick đầu là Hidden 1, pick thứ 2 là Fremont 1, thua ngay Hidden 1. Đại pick chơi sớm ấy. Nhưng cả nó cũng có được cái nhạc đâu. Ây xài. Đại pick chơi sớm. Ui hát rock 1 Mew Crown on Sonetica. Đáp này nhớ không nhầm là 212. Ok nó là 254 BPM. Phải bét. Thì cái internet thì phải. Losers. Got the one that I'm gonna let me take it.
Cairo sẽ là người có potential nhất. Nhớ theo đánh giá tiếp theo là Kaza. Kaza không thể mid, những người còn lại chưa xem nhiều nên cũng không muốn biết nói, dễ mất quan điểm rồi. À, nói xong các bạn đã bảo tôi đánh giá không khách quan tám. Má, anh xoài vừa có được G Pro X Super Light. Bố tụi anh cầm tablet. Ok, chúng ta vừa Mava Harok Mod. Nhạc thì rất là quen. Lameness. Lameness. Chính là bài này có cover của ai nữa nhỉ? Từ từ không nhớ. Đúng rồi. Không cái gì thường. Đó là nhạc Vocaloid. 2. True. Thôi được rồi, vào mắt. Kaza và Shadow King. Hai người đầu tiên break. Hanahiro. Hanahiro người tiếp theo. Nhưng không sao. Shadow King và Kaza. Min đã đi rồi. Min với David Hidden. Dạ. Nếu mà có Hidden thì ok đấy, nhưng mà nope. Skyro không quá ngạc nhiên. Xoài cũng vừa mới. Vì lại vừa tiếp tục vô nhưng Skyro không quá ngạc nhiên mà đang dễ xin với ạc cao nhau lobby. Giờ chỉ còn em Nguyên. Something else. Ơ chính ra không, chính ra không để ý something else. Hắn cũng ngang ngang Skyro ấy chứ. Bố tôi là Shadow King lại tiếp tục break. Có thể Shadow King ngang gọi là điểm sẽ phải tà tà với Hanairo. Một tà tà hơi khó, something else simi. Min Shadow King Kaza là 6 người break, just Nango người thứ 7, Skyro vẫn đang giữ được cho mình SC. Tính theo sau khi một lượng combo khá lớn đầu thì lại tiếp tục break, chưa có định recover, chưa thể recover. Hoshi tiếp tục break, Skyro vẫn đang giữ FC. Skyro vẫn đang giữ FC. Sắp tiếp theo và Shadow King đang break Kaza. Và cũng có support để từ vị trí của Min, mà Mango cũng đang gọi là để gia tăng khoảng cách. Còn Min là Min không có ai thì thôi, vẫn có combo. Bạn là vẫn có cái gì đó. Min cũng có cái gì thay đổi của Budap đó. Cũng phải nhắc đến là cách biệt bây giờ cũng đang lên đến gần 400.000 điểm. Skyro mất FC rồi. Nhưng không sao, nửa map thôi. Mất con xoài, con xoài, con xoài. Mai Quan Ma không có ai giữ được một lượng combo lớn từ Kaza. Kaza chỉ tà tà thôi. Xoài vô break rồi. Xoài break rồi. Thì giờ thì thực sự là thời gian khó. Quá ít. Thời gian đã không ủng hộ Kaza đi rồi. Yeah. Hết rồi. Rồi đây, cái bàn điểm này chắc chắn sẽ đánh cho tuyệt cần nguy. Skyro giữ được một combo quá lớn để tạo ra một khoảng cách đủ an toàn. Ok, nhưng có vẻ đánh giá hơi sai là với Tài Min không comfortable với Hrock bằng xoài. Xoài điểm thứ hai lobby sau khi khá chật vật ở cái nomad 1 rồi đây. Thì đến với Hrock 1 thì hơi trúng mắt tủ rồi. Tủ nào đấy? Chỉ thua mất Skyro thôi. Đấy, 303 này. 303.
Đơn xin lỗi bạn Just Mango. Này à, Zebro X bốc rồi. Mỗi tên tụng tác. Điểm thứ 3 cho bên phía Canuy. Hiện tại bên phía Canuy đang có lợi thế là thắng một Red Boy. Đợt lại đến với lực tích của mẹ cái chat gay thế. Gì đây? À, Wakashima Canon. Hidden 2. Đây là Hidden 2. Đây là Hidden 2. Ôi dồi, cái chat. Cái chat, mình có nên ở trong chat không? Má với thằng Thái Nguyên. Canon kiểu chỉnh cái tông giọng. Wakashima Canon chỉnh cái tông lên cao phát rồi. Chả nhận ra ai hát Tsukinami luôn. Có một điểm khá là đặc biệt ở vocalist Nhật là chỉnh tông có thể trầm đến mức nghe như con trai hoặc là cao đến mức không nghe thấy gì. Từ bài này là OST ở cái gì không? Các bạn ha. Thôi vào map rồi, khỏi check nữa. À yes, single. Thôi rồi. Hoshi là quá khứ nào rồi? Oh, đúng lúc reset Shadow King. Bất màu. À đây rồi, Hoshi hidden 2. Let's go. Ui, ôi, ôi, break rồi. Anh ấy đang được hơn 30 con mắt nhìn vào. Yeah, absolutely. Để xem nào. Min hidden 2. Tất cả các player bên phía background nó sẽ thực sự rất chật vật. Bên phía cân thì có hai đai rồi, chất mango Skyro vẫn đang giữ được một lượng combo khá khá. Trong khi đó, Min thì trội hơn so với còn lại. Có vẻ thế, tại vì cái diff, cái score diff bây giờ tại nó dựa vào score của Min hết. Hanairo hidden 2. Hanairo hidden 2. Hanairo debuff vẫn chưa đủ để cho mình phải mang ra 3 quan set này. Có thể gỡ lại được điểm với việc Min vẫn đang giữ được 250 combo. Min break rồi, Shadow King nhắc Kaza đang có lượng combo đủ ổn định. Ok, Shadow King break rồi, chỉ có Kaza mà thôi. Cái gap này nó vẫn giữ ở đấy. Không, nó không giữ nữa. Nó đang dần dần rút ngắn lại khoảng cách chỉ ở trên dưới 10.000 điểm. Hay quá anh ơi, dĩ nhiên.
Tuy nhiên Skyro và Min đây cũng là combo lớn của vừa nãy mình nhìn đã thấy. Nay là cao tay nhất của Son Goku. Ôi, Hanahiru và Chasmago debuff là không đủ để đối chọi với hai con người ấy chết. Shadow King mất combo rồi. Min nên nó là AR 7.8 chứ phải AR 8. Rồi Min cũng mất combo rồi, Kata đang có combo nhưng mà Akhetot hai này rô quăng luôn rồi, tạo lợi thế cho team bạn rồi. Ơi anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ê, điểm nó đang kéo lại. Kaza vẫn được 400 combo, Sadoki vẫn đang support combo, Min đang không có lượng combo đủ đỡ điểm, vẫn đang được kéo lại. Hà Nai Ro đi quăng hơi xa, sờ cái Aero Break. Min Kaza vẫn đang giữ combo, Kaza vẫn điểm quay lại về bên phía Vang 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 Set. Để giữ Hana, ui, 6 người break, 7 người break, Kaza vẫn đang giữ combo. Tất cả đều break ngoại trừ Kaza vẫn còn đấy, không break luôn rồi vấn đề à, đều đã break rồi. Hiện tại bởi vì ai cũng reset combo như thế thì liệu bên phía cân đi có điểm để gỡ lại không? Hoshihara một trên mid, Just Mango này cái new mid rồi, Skyro mid, còn Hanero thì mid tất cả mọi thứ luôn. Min đang cố gắng giữ lại combo, tuy nhiên điều đấy là không thể nào có thể kéo lại team về chiến thắng, và đó là điểm tiếp theo cho bên phía My Grandma One Set vẫn highlight thuộc về Kata Ezic Super Combo với những Shadow King, Hanahiro và Just Mango debuff. Nãy thằng mà throw ấy, Hanahiro debuff. Ơi cái bài cái bài đam ở đây này nó ở trong album Sophia để kéo đi. Tiếp theo bên phía Canary pick gì đây, để gì anh em có thể skip đoạn chat được không? Bao nhiêu chắc chắn cũng phải ít nhất 3 thằng fanboy. DT4 à, DT4 last train Inabakumori red mất mạng rồi chắc chắn luôn. DS8
sẽ tàn thôi, chịu rồi, thế thì khó rồi. Không thể né đủ vì vua này. I can precision. Một cái đi, một cái đi, một cái hard rock. Thế thì khó rồi. Okay. Ta vào map thứ 6 là DD4 Last Train. Map này CS8. CS8 thì I just real, I just real. Shadow King, Hoshi và Hanai rồi. Ba người đầu tiên. Hoshi sẽ ăn rồi, không, team right đến từ Magma One Set. Full set ăn 1 đến từ Magma One Set rồi. Năm người ở bên cận Huy, vẫn có Skyro. Hanairo và Katarik vừa chơi biết với nhau. Tuy nhiên, Skyro. Skyro. Giờ để mắt vào Skyro được rồi. Với việc, ui ôi, đã team right đến từ vị trí của Magma One Set. Cân đi, thiếu một Skyro là đủ team right rồi. Đủ bát quý rồi, đủ lobby break để map cho một mình Skyro chơi. Tất cả những gì chúng ta thấy ở bàn điểm bây giờ nó là Skyro đi. Và hàng cũng rất là cao, chúng ta quá cao, điểm sắp vào bằng 4 người bên kia cộng lại rồi. Rồi 1v4. Sự những người chơi còn lại thực sự đang không cần chơi kia. Vẫn là dưới FC từ vị trí của Thiên Tiễn. Nhưng điểm này chắc là đủ ấy. Không, thực ra nó đủ. Nó an bài từ lúc break rồi. Yeah, và Lichwood thì đang 1v4. Hủy diệt. Sẽ là hủy diệt. Không cần gì để giết ta. Vậy thực sự thì Skyro ví dụ là không đến mức gọi là SC map này kiểu điểm tà tà 200-300 nghìn thôi thì team vẫn kéo lên được. Tại vì slot của Hanairo và Just Mango cũng score không hề tồi, đó là trên 200 nghìn. Bên phía Magma One Set điểm lại rất khá là đều. Kata thì spy lên 108, cũng chưa có lại được tà 100 nghìn ngang với min. Skyro mất FC rồi. Nhưng mà nó cũng không coi không quan trọng lắm. Có ý nghĩa gì nữa, tại vì quá khoảng cách quá lớn. Ôi, Skyro 800 nghìn cái DD4 này. Để có thể đó là Skyro diff. Giờ ví dụ kể cả thế không có
gần như team Rex, Kaza Rex trước đó rồi. Chắc chắn vừa vào TI tất cả đều Rex đến từ bên phía Mai Quang Quang Dead, ngoại trừ vị trí của Tam Tinh thôi, Tam Tinh nghèo đi luôn. Trong khi Cairo cũng mất nhiều cỡ combo lớn nhưng ở đấy vẫn là còn Min. Min vẫn hold được tận 600 combo. Cairo và chân Cairo. The Mid thì nhiên từ phía Mai Quang Quang Dead Team Break. Team Break Min cũng mất một lượng combo lớn nhưng mà việc Mai Quang 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 Dead cũng vừa Team Break nữa thì không có căn cứ nào để không có cơ sở lấy điểm này. Nó không có cái tiền đề nào để cho có thể comeback được cái team cái map 1-3 này. Đó, có gọi ông Uglit vào chơi là cũng thế thôi. Có thể Hanairo đã hold combo. So true. Hanairo là người duy nhất giữ được combo qua đoạn flow vừa rồi. Đến là sức mạnh của các chiến sĩ bên phía Sunny. Ít Hanairo vẫn đang giữ được. Thôi, không giữ được cái gì nữa. Nhưng mà thực sự cũng là một highlight từ vị trí của Hanairo. Cũng là highlight hai trận đấy, hai trận đấy. Quái. Bên phía Mai Quang Quang Set thực sự là quá sai lầm. Hoshi hoàn toàn không thể alternate với cái 30.000 điểm. Yeah, 30.000 điểm. Thật sự là rất là đuối. Như vậy là 5-2. Họ còn 2 điểm nữa để tiến đến mỗi bước gần tới cái trận final tiếp theo của họ. Bây giờ những ai bet Mai Quang 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 Set đang dưới 3 điểm. Thôi thì nó một cách fancy hơn là xỉu 2.5 là run lắm rồi. Và có thể pick gì đó là pick cái gì, 3 map em pick hết 4, chính xác là 4 cái map số 1 pick hết mẹ rồi, đi tìm 1-3 thì đoán luôn được ngay vấn đề. Giờ thì pick cái gì, đi tìm 3 thì ba. Ba đã đủ luôn che top BTV 39%. Sao nó lên 96 rồi? Phone. For step with me when I purposely spent this. Đó là free mod 2. Đó là free mod 2. Đó là Red Alice Double Tier You Up 2017. Các anh có thể pick gì đó. Và đây là cái gì đó. Đó là free mod 2. Asset map Freemod 2 từ set chia đều là hai quả skill Precision và Lawyer Reading with Hidden. Đi tìm 3 đông quýnh à? Em rất xin lỗi ạ. Em xin lỗi ạ. Anh VGrab bấm tính như kem ạ. Có Overwatch không? Nhìn là thấy Min Hidden Sky Rohan không? Mai Quang 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 Set thì hơi khó có định Kata hát không? Kata hát không? Hay Kata hết đời ta? Quên rồi chả nhớ nữa. Quên Kata hát được nữa. Thì biết Kata hát được. Quên mất là Kata có chơi được Hidden không? Và Hidden có đủ tốt không? Hay là phải có người tách? Quên em mất bên phía Mai Quang Quang Set của ai chơi tốt hết được hay không thì quên nên nhớ nó phải ai vào 8. Khoan từ vừa nãy ở Hidden 2 là Kaza hold được combo lớn nhất. Thì Kaza cũng có thể chơi được rồi à. Anh Hidden nhưng vấn đề là chọn Hidden hay không tôi thích nhau khả năng là tôi cũng thích được.
các bạn phone. Nhưng nói thật là anh em đâm vào kèo này xỉu 2.5 nghe là thấy không thơm rồi. Bấm đúng kèo không có ý định đi. Ơ, hô si lại biến mất rồi. Ơ, thôi thôi, rồi, chúng ta thấy Kara, Kara, Harrop và Shadow King Hidden. Đúng rồi. À, đúng rồi, cũng quên mất là Shadow King ở cái map ai vừa nãy cũng có một màn trình diễn khá là tốt. Trong khi đó bên bên phía cân đi là Overmod. Ba cái Harrop, một cái Hidden. Ba Harrop và Skyro, đặc biệt là Hidden Harrop. Tuy nhiên, với việc Storm and Deathlight ở đầu có vẻ như là chưa đủ. Thôi giờ đủ rồi với việc Goshi và Kara break. Thằng tinh nghèo nữa. Chúng ta sẽ đồn nhất về thằng tinh nghèo trên Harry Potter. Ôi không mau. Không hát rock là một sai lầm. Thực sự thì cũng không biết là sắp nghèo của bài hát rock lên nó cũng không khác gì hay không nữa. Game phải là Skyro Deep rồi. Vẫn đang giữ FC và Arcanelopi thuộc về vị trí của Skyro. Các anh có thể break gì đó. Hoshi và Kada lại vừa break và hát Airo. Từ từ hát. Ờ thôi, nghĩ lại thì hát Airo có vẻ no mod hay hát rock. Điểm nó cũng tà tà cái này thôi. Skyro vẫn đang giữ FC. Ôi, bên phía Magma One Set thực sự là break hết rồi. Mình cứ cân đi cũng vậy, ngoại trừ vị trí của Skyro. Thực sự là Skyro đi. Đọc kêu của mình và nhỏ mắt rồi. Ôi thổ ôi. Quá cái rồi. Em square. Vẫn giữ FC. Trong khi đó bên phía Mai Quang Phong sẽ có something else. Hit được nhưng mà break luôn rồi. Cái rồi vẫn FC rồi. No, chấm xa. Ok. Cái rồi. Sự thì tại một bàn trình diễn hỉ liệt nữa. Mỗi tội là lần này không 800k thì cái đi đi 4 rồi đấy. Không 1v4 được tại vì lát này dễ thở hơn. Yeah, dù thế nào thì cần huy giành được, chắc chắn sẽ giành được match point rồi. Nói kiểu bé rồi căng thẳng đấy nhở. Bé rồi căng thẳng quá. Nhạc hip hop ấy, nhạc hip hop đám cưới miền quê. Em chúc vô cổ tông hồng à? À không, sao lại thua cổ tông hồng nhỉ? Chả biết nữa. Thôi thì giờ làm lập tức của My One My One Set. Vì đây, vì đây. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn với channel của mình. Cảm ơn anh Hiếu. Ok, nào mày. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Nam Mai VN. Chúng ta sẽ cùng đến với map tiếp theo. Hoàng đã tình hình là what the fuck 6-2 rồi. Từ không, cái này không, bây giờ anh em biết thử đang khóc kèo ai xỉu 2.5 của bên phía Phan Rama Quân. Cái gì mà còn xỉu 2.5 với cái đứa này bet cho bụng. Anh ra bet xem. Nó là một cái là dưới 2, dưới 3, một cái là lớn hơn một con 3. Nó hay gọi một cách fancy hơn là tài xỉu over 9000.
Nào bây giờ MGOS thêm một điểm nữa không? Và thêm được một điểm. No mod 2. No mod 2. Lại là nhạc của tao, map của tao. Nên thực ra nó là DT2. Nên thực ra nó là DT2. Bố đùa thôi. Bố đùa thôi. Đến giờ Endorphin rồi. Endorphin gồm hai người là Sky gạch dưới Delta và Aisuki Nakuru. Wow, chúc mừng chị nha. Được form vào năm 2014, release album đầu tiên và cùng năm. À đâu, 2016 chứ. Chết ngay. Fan này là hỏng rồi. Ê, mấy thằng fan này là quạt rồi. Lại quạt đi. Mấy thằng pirate phải không? Nó để metadata sai. Hơi lẫn tí. Chết ngay. Thế là lỗi tại mấy thằng pirate đâu phải fan à? Chết ngay. Ôi. Cái này là Render Rock Cafe Latte là album 4 thì phải, release vào 2017 ở Comic Cat. Được chưa? Mỗi lần chó Noel nhờ gắn SSD à? Ok, tôi sẽ quay lại sau map nào hồi, thực ra tôi sẽ ở lại. Lỡ đâu đây là map cuối cùng dân. Sợ mấy lần. Quay đi đâu? Sẽ quay qua team bên kia nha. Map này là AR8 đi. Chúng ta sẽ cùng đến với map có thể là cuối cùng. Map này map speed gạch chéo speed lên. Nhưng mà cũng đang cảm giác là Carol Zep là người tỏa sáng của nó này. Như thường cái luôn. Danger Fox Season 2 Episode 1. Chuyện gì đã xảy ra? Tranh phát. Người ta kêu đừng search, mình càng phải search. Đây Đừng đây rồi. Chúng ta cùng đến với DT2. DT2. Xin lỗi AR8. DT lên là AR7. Đúng rồi, wow. Đây là speed gạch chéo speed em. Mở đầu với quả ạc đầu 8 đến từ Min. Min, nhưng mà Shadow King bắt đôi combo rồi. Shadow King ạc hơi cao, ui dồi ôi, double nữa kìa. Quát double break. Nữa kìa. Đó là Penta double break. Penta Q. Ui, bảy là gì nhở? Ui dồi ôi. Tên nó cứ tầm 50 giây nó nhảy đỏ một lần. Tuy nhiên thôi thì Shadow King đang giữ combo. Úi dồi ôi, lại nhảy đỏ. Nhưng mà còn chưa đến là Shadow King. Và điểm đây, đang game về phía mang qua con set. Một phần 3 bắt trôi qua rồi. Đây rồi, đây là bạn. Một chút em tôi lại về speed. Úi, lại nhảy đỏ, ba người cùng nhảy. Đó như cái thị trường Bitcoin ngày hôm nay. Úi, lại ba người cùng nhảy. Ê, bây giờ mình chỉ coi xong mình cast ai đỏ thôi. Ui, lại ba người còn để là Min, Hoshi và something em. Ui, lại thêm ba người tiếp theo là Skyro, Hanai, và Hoshi. Just Van Gogh đến hơi muộn. Min lại tiếp tục đỏ. Đây rồi, tới rồi. Bốn người nhảy, ba người nhảy cùng nhau. Tiếp theo, ta học đỡ tiếp. Ồ, thôi thì nói đi bạn, Shadow King đang giữ rồi. Vừa lượng combo ca khá cùng với Kaza tăng hơn nhiều à? Mấy anh em xỉu 2.5 là ra đê hết rồi. Ui, Shadow King Min và Just Van Gogh là ba người cùng nếu nhảy cùng nhau. Kaza đã giữ combo đủ để... À không, không phải đủ để dư rồi. Dư, quá dư. Bởi vì Shadow King cũng giữ được một lượng combo ca khá. Không sao. Tốt hơn. Xỉu 85 mặt, nhưng mà đây là DT2. Không có vấn đề gì cả. Ặc không phải là một vấn đề. Tên nó cứ thích nhảy đỏ với nhau phải không? Xin chúc mừng cho thị trường ngày hôm nay. Một đây là 4 năm rồi đấy. 5
anh em đi xỉu 2.5 toát mồ hôi hột ra đây là vừa. Chết tôi. Thôi thì thôi. Anh em cứ tài xỉu rồi xong tới khi Twitch anh em phát hiện ra Twitch có công nghệ nhận dạng âm thanh xong cái tài với xỉu rồi mai kênh bay thì chết mẹ. Có gì mới đi Perennial đi rồi. Phát tài phát ngọc đừng có xỉu dẹo xỉu ngang. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà phải phát tài phát lộc. Cái gì vậy? We have your Twitch channel Việt Nam Community League hết Violet Fraud. bây giờ cần Huy phải không? Pick cái gì cũng thắng. Xong rồi, hết game rồi. Ba, trừ đi team 3. Em pick team 3 này cũng nghe xui. Chả biết nữa. Hidden 3. Hidden 3, đấy hơn chưa là nghe Hidden 3. Pick Harrop 3. Harrop 3 là game, lại game Skyro. Rồi anh ơi, Harrop 3 mà. Chạy xong Huy. Đó, pick hơi sớm. Con chó thân thương nhau. Nào này thôi. Nguyên cay vẫn rồi. Mình đúng là mấy thằng Tây Nguyên sống hoàn thành nguyên. Một chín, ba ra hai. Một, hai, ba. Ron 3 cái gì? 4 map rồi, 5 map rồi. Ron 3 là nó 6 à? Map nào đấy? Hả? Ok. Map nào đấy? HR3 à? À không, ủa, HR3 hả? Ủa? Hình 3 tao đấy. HR3 tao. Không, cái này có phải HR3. Không, nó chả là map gì cả, nó không trong pool. Đây là nghe nhạc. Thua. Chào mừng các bạn đến với chương mục quà tặng. Quà tặng theo yêu cầu à? Ủa? Bắt này bắt gì? Quà tặng theo yêu cầu rồi. Ok, Sky Arrow Nobis Nobis 4. Má. Chó. Chả sợ là Nobis 4 gì? Ron 3 mà. Ron ra 3 sợ Nobis 4. Nếu mà Ron ra 3 thì 3 map hiện tại còn là Nobis 1, 4 với 6 thì phải biết 6 chứ. Không, 4 cút rồi. Không, chịu, chả biết. Chúng tôi là 4 đúng không? Chắc Ron 3 mất đúng không? 1, 2, 3. Ron cho vui. Ron gọi là Ron cho nó, cho anh em có content để suy luận thôi. Gì? Đánh lừa thị trường hả? Ủi luôn, ủi mẹ thị trường rồi. Thế nên tôi sẽ Ron một phát để cho nó thả. Để tôi ủi mẹ thị trường luôn. Để tôi u đáy hôm nay, biến nó thành đỉnh của ngày mai. Tẹt. Map của Yusomi, map của Copy. Em GOS. Ui, tài đi rồi. Gì vừa rồi super line debuff. Ok, lại thế bạn về combo ban đầu sẽ tăng được cái điểm mang qua mọi set. Chúng ta sẽ không thể biết được cho đến đoạn KI. Hoshi đã break rồi. Và người tiếp theo là Hanairo. Chưa đến KI nữa. Rồi, đến rồi. Sáu người cùng nhảy. Nhưng mà vẫn còn something else và Shadow King something else đi rồi. Nhưng mà something else không được combo luôn. Shadow King và Min là hai người. Còn lại Hanairo và Kazaizik. Chết Min. Không, Shadow King đi rồi. Còn mỗi Min thôi. Min đang giữ lại cái điểm. Min bắt đầu FC. Min tanh hết lạc rồi. Skyro đang recover lại. Rõ rồi. Hanairo thì nhảy liên tục. Không phải vấn đề.
Nhưng mà điểm vẫn nghiêng về mindset là một khía cạnh nào đó. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đây rồi, khoảng cách vẫn đang từ từ được mở rộng. Tại vì bên kia chỉ có một mình Min với Skyro. Never mind. Never mind. Điểm đang bập bênh, điểm đang bập bênh, combo của mindset đang đều hơn. Hiện tại Something Else và Kazaric đang OK, never mind. Không, combo vẫn đẹp hơn. Không, Shadow came back rồi. Min, Hanairo, Something Else. Bây giờ là Skyro vs Kazaric. Đúng rồi. Skyro đi. Rồi, xong luôn. Điểm thứ tư thuộc về cho Mai Gram và Văn Thế. Nhưng mà từ từ. Bỏ qua yếu tố 95 mạc như vậy. Ui ôi ôi. Anh không biết 95 mạc là cao thứ 2 lobby. Tao còn đang định bảo là bỏ qua yếu tố ạc thì Kazaric đang giữ combo tầm mít vẽ rồi không dám nói luôn. Ok, với khoảng cách hơn 100.000 điểm. À không, không phải 100.000, hơn 50.000 thôi. À 70.000. Hết rồi. 70.000. Không, 64.000. Rồi, ok, 64.000 lẻ. 86, à 80. Ừ, 86 đúng rồi. Đúng rồi, Skyro khổ. Khổ quá, Skyro S rank. Rank S rank. Núi con đồ. Nhưng mà điểm thứ tư trong phép màu xếp. Có phép màu nào không? Có phép màu nào không? Chấm tháp. Cố kéo thêm map nữa anh ơi. Giảm tỷ lệ xỉu à. Chết mẹ rồi. Anh em làm cái này chết tôi. Xỉu ngang. Xỉu này là xỉu ngang rồi. Next mà sẽ cùng để với map tiếp theo. Khó nhá. Mà quan sát pick gì đấy. Làm quả đi thì ba cho nóng. Thắng thì thắng, thua thì về. Chúng ta vẫn còn một Hoshimatsu xui xẹt. Chúng ta có một Kamome-san nữa. Chúng ta còn một T-Bazolai. Tôi không nghĩ sẽ có ai dám đụng đến Nomad 2. Anh nghĩ đúng không? Chúng ta sẽ cùng chờ vậy, tại vì ba cái pick này cũng không hề bình thường, cũng hơi bị khoai. Làm cho quả pick bất thường. Đi đi ba. Ok, my moment rồi. Ủa, vẫn là ui trời ơi. True. Mà tôi không thấy mai đâu hết. Tôi không thấy mai. Mai nào? Thằng Hoshi gái. Tới đạo mai chưa? Tới đạo mai chưa? Em chỉ biết T-Battle hơi nhiều OG ở... Mai Mai, nhưng mà này thì liên quan đến Mai Mai. Ơ kìa, nhà cái Sky Arrow sao lại Winno map rồi? Có khi nào team bên kia đã pick đúng map, bên đây không trên? Ấy da. Cái thị trường này nó hơi khó hiểu nha. Không, anh phải biết tới các khả năng đâu. Một, Arotop. Hai, cái không trả lời nó tốt. Bích hơi bất ngờ nhá. Không biết là có nhân tố là học thuộc map chưa. Là Bat of the Witch là một bộ visual novel khá hay là đẹp. Anh em nên đọc. Chấm tham. Ok nào mày. 100% pick rate. Bùm. Cao vậy. Nhưng mà anh cái này ý tưởng biết trong sao. Đèo. Không biết là Nova 6 này pick nghe nhạc hay là pick có ý định gì đây. Lại định dồn hết một nhân tố. Hoshi này nhìn straight up không yêu mà. Không xin kiểu, chứ là
ơi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Yo, nào, xoay người đầu tiên. Tiếp. Tiếp. Chưa, chưa đến đoạn. Rồi, đây rồi. Min, Kata, Hanairo. À không, Hanairo cũng rớt. Just one go. Just one go. Chắc quăng bút. Không, không nên quăng bút. Có được bao nhiêu điểm đến đâu. Đến đấy. Min. Ui dồi. Vừa rồi tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Tất cả. Chứ mà lợi thế là trên phía phao qua một hai gram bằng 1 set. Với việc Shadow King có một cái arc không thể tưởng tượng được, nó là 94 giảm dẫn Sky Hero drop hơi nhiều arc lại vì cái trên miss vừa rồi. Shadow King Deep. Ok, tất cả lại tiếp tục reset combo. Ơ, chất văn cô, chất văn cô. Tạm đi con này. Ok. Tiếp tục là vừa rồi là có 4 người break. Rồi, double break bên kia màn và 1 set. Shadow King và Skyro chơi với nhau. Ui, Min, Hoshi, Hanairo. Chất văn cô thì tên nó còn chả thèm nhảy đỏ nữa. Thôi. Chỉ số set xung là xung quanh là 6. Từ từ. À, không, chúng ta từ từ hay không vẫn thế để, nhưng mà để xem nào, để xem nó rút không? Khoảng anh em nên nhớ là với kèo bet hiện tại là khoảng cách vẫn đang ủng hộ cho kèo under nhá. Tôi hơi quan ngại về sự sống của cái kênh này. Nào, ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 người break. Còn Shadow King và Sky rồi. Ơ thôi rồi, nó S của bộ kéo under rồi, buồn quá anh em. Đã còn 1 phần 4 mà. Ui sổi ôi. Sự thì giờ chả ai như đồ combo. Điểm nó cứ tụt tật thế thôi. Không biết nói gì. Đúng không biết nói gì. À, em nào. Ôi trời ơi. Thần thắng chắc chắn cho Rock Band 1 set và kéo dài sự sống của Rock Band 1 set thêm một map nữa. So true. Highlight của map này sẽ thuộc về Shadow King và Kaza đã support lẫn nhau cùng với à đúng rồi, cùng với Just Mango và Hanairo búp nữa. À, đó sẽ là 65. Hay giờ là pick của Kanui. The pick của Kanui. Hát rốc 3. Rồi xong rồi, xong rồi. Hết rồi. Hát rốc 3 là... Ơ, hai anh ơi! Đây, đợi xíu người ta ra coi map. Không, map này là Skyro Gaming rồi. Quá đủ rồi. Thôi thì Hát rốc 3... người ta cũng nhân nhượng lắm, người ta giờ mới nhả mình hát rock ba làm cái chốt hạ, nhưng chúng ta cũng phải mang vào grandma one set kéo lại tận 3 điểm match point. Thôi thì gặp cái hát ba đấy, hát rock ba đấy thì chịu thôi. Liệu có nhân tố nào cản được Cairo không? Nhân tố gạch dưới ca có làm được không? Đâu rồi? Thế
ở thế giới nào Magma Magma Set sẽ chiến thắng? Sẽ vào kéo vào TV. Rồi, đâu rồi? Cái này phóng xa luôn đi. Phóng xa luôn đi. Được. Nào, thế giới này có tồn tại không? Không. Ok, 2. Trái 3. Tim và 2.3. Ui ôi. In what world? In what world? Ôi ôi. Ba người. Ba người đã rời khỏi thằng đấu. Đây là Sky Battle Royale anh em. Hiện tại chúng ta chỉ còn Sky Arrow, Shadow King và Something Else và Jet Mango. Nevermind, Jet Mango và Sky Arrow đã đi, chúng ta chỉ còn Shadow King và Something Else. Nevermind, Shadow King đã đi, chúng ta chỉ còn lại Something Else. Something Else. Thế giới nào đây? Có đi luôn không để con biết. Ok, Flow. Ui ôi, Flow phải nói là ui ôi, đi rồi. Đi rồi. Tất cả mọi người đã đi rồi. Đúng lộ trình rồi. Sky Arrow đang dựng combo. Mình trong kiểu mình có mang cái này rồi với đầu ạc. Ặc đồ bãi. Team Black đến từ Magma One Set và điểm nó đi. Rồi nhưng mà còn đến mà có đoạn flow hơi dị. À không, không dị lắm nhưng mà I hate flow so. So. Ok, never mind. Triple beat đến từ Kenny. Kenny nhưng mà Sky đó. Double beat ông chết beat. Này, chết cho team bạn chứ đừng có chết cho người cùng team chứ. Có hy vọng gì không? Ôi, Foxy. Bình tĩnh, mới có nửa map thôi anh em. Vẫn làm được, khoảng cách bây giờ là 100 nghìn chứ mà. Sờ Kai Arrow đi. Rồi. Làm được gì không? Quá sợ, không làm được gì. Không cứu nổi rồi, bên kia tấu 2 rồi. Thị trường đã được, ôi, Kai Arrow với 1 trên mid. Nhưng mà không đủ đâu. Vấn đề là không bố đâu. Thế thì vẫn có, I don't see combo. Kazaizik vẫn đang cố build up combo. Tâm tình nghèo với sub Nevermind vừa đang định kêu support combo thì rồi đi hết rồi. Mà hơi kết thúc rồi. Còn 3 map. Thằng người thế giới này không tồn tại. Tôi chắc chắn đoạn cuối cũng không vừa gì đâu. À, cuối khó chịu như bây giờ. Xin chúc mừng cho Sky Arrow với màn gánh combo cho cả team. Bây giờ bên Magma One Set có hot cap mới đủ được. Chứ giờ lại mới biết cắt đâu thôi phải lâu khả năng sau đợt này tôi phải đi coi lại coi tỷ lệ pick map cuối cùng của tất cả các team trước khi họ thắng là map gì rồi chứ tôi thấy trận tôi với cái trận này là toàn HR là hết end game rồi đó. Trận trước là từ trận trước là nomad sáu em trận trước nomad sáu em
Hanero khi nhận ra bạn ấy rất có thể combo, nhưng mà không sao, hết map rồi, không có gì phải buồn nữa. Sky Arrow với 400 combo 500 rồi. Và đây là Sky Arrow cùng với chiến thắng cho team Kenny. Sky Arrow và đồng bọn. Sky Arrow deep. Bảy ạc đầu 6, đầu 7, đầu 8, xong một mình Sky Arrow 96. Ôi anh ơi, tôi không nhìn thấy gì, tôi không oxy luôn. Xong rồi. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Bên team Kenny sẽ phải đánh thêm chậm nữa. Để xác định. Yeah. Basically chúng ta đúng rồi, để xác định người vào chung kết tổng nhánh thua. Chính xác là chung kết nhánh thua thêm chữ tổng hơi thừa. Mai khi cuối kỳ đánh nhau đi rồi kìa. Xin mời thầy một kết. Đi xong, để ban nhạc chọn kết. Thầy gọi anh em. Không ạ. Có là như thế đó. Xong rồi, hẹn gặp anh em vào ngày mai. Chắc thế, không chưa check scale được.